Công nương kết từng bị lăng mạ ở sân bay giờ cao quý thành phương vi xứ Wales ai cũng để. Đoạn video thời điểm kết đính hôn với Quy Lam bất ngờ bị đào lại và trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, Daily Star vừa đưa tin mạng xã hội Twitter đã chia sẻ lại đoạn video cũ chứng minh công nương kết thực sự có phẩm chất cao quý dù không xuất thân trong giới quý tộc. Cụ thể bài đăng quay ngược lại thời điểm kết đính hôn với hoàng tử William vào tháng 11 năm 2010. Theo đó trong đoạn video, kết xuất hiện một mình trong sân bay, rất nhiều paparazzi cố tình thu hút sự chú ý của cô dâu Hoàng Giang tương lai lúc đó nên đã gọi cô bằng những ngôn từ tục tiếu. Nhà báo Penny Juno chia sẻ, một số tay săn ảnh cũng ở đó và họ gọi kết bằng những cái tên kinh tởm để hút cô ấy nhìn về phía họ. Đáp trả lại cánh săn ảnh, kết đã ném cái nhìn chằm chằm về phía nhiếp ảnh xa nhưng không mắng mỏ hay chửi bới lại. Sau đó cô chọn cách quay lưng và rời đi nhanh chóng không thèm để tâm. Tôi luôn tò mò tại sao đoạn video Catherine tại sân bay năm đó bị cánh son ảnh lăng mạ, nay lại không tìm thấy ở đâu. Hóa ra, đó là một video rất buồn và là một bằng chứng khác cho thấy những gì cô ấy phải chịu đựng dưới áp lực của báo chí khi cô ấy chỉ là bạn gái của William, tài khoản Isawa viết. Bài chia sẻ về hình ảnh 12 năm trước của công nương kết thực sự thu hút sự chú ý của khán giả và đã có hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người nể phục cách hành xử của kết cũng có người dành sự thương cảm cho cô. Có thể nói kết thực sự đã rất nỗ lực vì phải giữ vẻ duyên dáng của mình vì trở thành vợ của Hoàng tử Anh. Nhà báo Benny Trono đã dành lời ca ngợi kết nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cô với Hoàng tử William. Benny Bruno khẳng định kết là hình mẫu của một hoàng hậu tương lai vì nhà báo nổi tiếng cho biết cô ấy có vẻ ngoài đỉnh đạc và thanh lịch và cô ấy không cạnh tranh với William. Cô ấy dường như không tìm kiếm sự nổi tiếng, mọi thứ về cô ấy đều có trường mực, cô ấy đã trưởng thành hơn. Quả thực, khi trở thành vương phi xứ Wales, Kết đã thể hiện ấn tượng sâu sắc với hình ảnh độc lập và tự tin hơn trong vai trò mới. Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judy James cho biết, ngôn ngữ cơ thể của Kết thay đổi từ khi trở thành vương phi xứ Wales, nhưng có thể không theo cách nhiều người mong đợi. Áp lực công việc có thể đã khiến cô có phải biểu hiện lo lắng, thậm chí bắt đầu có hội chứng, kẻ mạo danh, xảy ra khi ai đó nghĩ mình không xứng đáng với hình ảnh người xung quanh, đánh giá về họ. Nhưng thay vào đó, các dấu hiệu về sự tự tin đã đi lên trong thời gian gần đây, kết hiện ở đỉnh cao về khả năng gửi tín hiệu. Điều này cho thấy cô ấy sự không chỉ hoàn toàn nắm bắt và hiểu vai trò của mình mà còn cảm thấy thoải mái khi làm việc đó. Bà Judy James chia sẻ thêm, Suốt nhiều năm nay, kết có xu hướng mang thông điệp ngôn ngữ cơ thể hạn chế hơn và rằng cô ấy chỉ là thường dân trong vai trò hoàng gia và là vợ nhà vô tương lai, nhưng hiện tại cô ấy có vẻ hiểu rằng mình đã hoàn toàn được chấp nhận với tư cách thành viên hoàng gia theo đúng nghĩa. Thân vương William và Vương phi Kate chính thức hẹn hò từ thời đại học, họ có 8 năm yêu nhau trước khi về chung nhà. Đám cưới của cả đôi diễn ra tại Tu viện Westminster vào ngày 29 tháng 4 năm 2011. Hiện tại cặp đôi đã có ba con, gồm hoàng tử George, 9 tuổi, công chúa Charlotte, 7 tuổi và hoàng tử Louis, 4 tuổi. Cuộc sống gia đình 5 người rất hạnh phúc và vui vẻ.